Đây còn một cái nữa nè, để review nó. Ôi, tôi thấy cái màu đen, thấy giày là thấy cút rồi đó. Thấy cái áo giày là biết là bận vô chắc chắn không đẹp rồi đó. Thấy là thấy cút rồi. Mọi người thông cảm cho mọi người đợi xíu qua thay áo cái mọi người ơi. Phải cẩn thận á chứ không thôi là nó lòi dữ lắm. Trên kênh live stream kẻo mà đồng khéo quá trời ơi. Mày lộ cái súng của tôi. Giơ tay mày lên. Má mày giơ tay mày lên mày. Giơ tay lên. Giơ tay mày lên. Má mày đừng giỡn với tao, tao bắn mày. Tao có súng á. Bạn này mua đồ đẹp ấy chứ. Flashback. Tôi thấy cái màu đen, thấy giày là thấy cút rồi đó. Thấy cái áo giày là biết là bận vô chắc chắn không đẹp rồi đó. End of flashback. Bạn này rất là có kiểu gọi là có gu mua đồ cũng được đi. Nói chung là bận cái áo này cũng được đi. Cũng được à. Đứa nào cũng chịu khó coi live stream ghê. Nó coi live stream má nó tưởng nó đang coi cổ tích. Hồi đó mấy bạn có coi cái cổ tích ba con quỷ không? Má chắc nó tưởng tao quỷ cái. Trời ơi là trời. Trời ơi, má ơi má ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy trong cuộc đời của tôi luôn á má. Cái tóc gì nhìn như cái miếng giấy ngét vậy. Là mày tặng quà dữ chưa. Rồi cái tóc này đội kiểu nào má. Rồi cái này phải tóc không vậy mọi người, hay này mày chuối ép vậy. Mày tóc á. Rồi sao vậy là sao. Có bao giờ thấy mái tóc vậy chưa. Trời ơi là trời, hàng gì tôi nói là tại sao hồi sáng này shipper nhất quyết 1-2 phải nói tôi là nhận hàng giùm đi. Chứ cái này có bỏ lại cũng không có ai lấy hết. Má nè, tóc giả này tao nói mày cứa một cái đứt cái cực cẩu luôn á. Là tóc dữ chưa? Hay là cái gì đây trời? Là cái này đây. Tóc này đội kiểu nào vậy? Mà kiểu này hả ta? Tóc này có phải là cái kiểu mà cái kiểu mà tụi mình hay coi trên phim không? Nó vuốt ngược lên đầu á. Gì đấy trời ơi. Ủa thiệt hả? Tôi tưởng là do đóng gói á. Tôi tưởng là do đóng gói lên đó bị xẹp má. Ai dè cái tóc này là đội kiểu vậy thiệt nha. Cái kiểu đó là kiểu thiệt á. Trời ơi là trời. Giữ á, giữ á. Được cái em, được cái em. Được á, được á. À là kiểu này thiệt luôn hả trời. Cái gì vậy trời. Có thể nào đừng có tặng mấy cái giống vậy nữa không? Nếu khi tặng vậy hoài mệt quá, cười hoài luôn. Hình như đổi ngược rồi đó. Hình như đổi chiều này mới đúng nè. Đổi cái kiểu này nè, đó cái kiểu này mới đúng nè. Ủa em đổi kiểu này như thấy da đầu nè em. Đội kiểu này thấy cái đường, hình như thấy cái đường chỉ da đầu ở đây đúng không? Đây nè, anh nằm ngay đây nè. Trời ơi là trời, là tặng dữ chưa. Ủa rốt cuộc là cái này đội kiểu nào mới đúng vậy? Hả? Cái này đội ngang hay đội thẳng vậy mọi người? Cái tóc này ghê quá, cái tóc này tôi cũng biết kiểu nào mới đúng luôn á. Hello con VM Đạt nha, hello shop. Giờ nhìn giống con đĩ ngựa hơn rồi nè. Dữ vậy sao? Sao mà mày làm khùng làm điên ngoài dãy Shopee? Trời ơi tôi shop rồi mà bà thêm chữ bi vô chi nữa bà nội ơi. Hello con Lâm Vĩnh Hào nha, hello shop. Bạn biết gì chưa? Một con chó hay nói 7 giờ tối hàng ngày. Cái gì vậy trời ơi, giờ chuyển sang làm con ngựa rồi em. Hello con Hoàng Nam nha, hello bà. Hình như đội ngược rồi đó anh. Ủa ngược rồi thiệt á. Ừ chứ cái tóc này để vậy ghê quá má. Tóc vậy nhìn giống như là nữ thần tự do đâu, chụp giùm tấm hình. Không, có cái gì để cho tôi cầm không? Giống như cái đuốc á. Có gì đó để cầm không? Cầm lên thế cho nó tự do xíu. Ok, cảm ơn anh bò nha, cảm ơn anh bò. Anh bò trở thành người mẫu tạm thời hồi chiến. Tóc này như độ ngược rồi đó. Hello con Lý Huỳnh Như nha, hello shop, hello bạn Yên An nha, hello bà. Rồi tự nhiên cái gã đang live stream của tôi chuyển sinh thành con đĩ ngựa. Đang live stream cái tôi trở thành con đĩ ngựa hồi nào không hay. Đỡ nổi. Ghê quá. Thank you.
Nó nhìn như cái chổi vậy anh bò. Anh bò nó nhìn như cái chổi vậy anh. Trời ơi là trời. Rồi nha, cảm ơn về cái tóc giả của bạn nào nha, cảm ơn nha. Thiệt đỡ không nổi thiệt. Mình có thể nào mình tặng mấy cái gì đó nó đỡ, nó có công dụng hơn xíu được không sếp? Hello cung đình Quốc Nam nha, chào sếp, chào bạn Miu Trần nha, hello fan, hello con Nam Trần nha, hello bà, hello bạn Lâm Gia Bảo nha, chào fan, like stream được thì like, không like được thì mày nghỉ mẹ mày đi. Thì người ta nói đúng mà, tôi đâu có chửi lại đâu, đâu có dám nói gì đâu, người ta nói vậy chịu á. Ông già kiếm Genetsu nhiêu vậy để em đi mua cây kiếm của Moichiro. Mày có điên không con Thư nè? Cây kiếm của Genetsu nè hồi đó là 300 ngàn đó. Can you speak Việt Nam đi? Đủ mà sao hay giả danh người nước ngoài quá. Hello con Nguyễn Khang nha, hello bà, hello bạn Thảo Phương nha, chào sếp. Ủa má ơi sao nhìn giống thằng ngu cho ba tờ lá đếp 4 vậy má? Thằng ngu cho ba tờ lá đếp 4 rồi đợi đón bà. Hello con Thủy Bình nha, hello fan, hello bạn Nguyễn Thọ nha, hello bà. Coi anh Hiếu riết em vô chi theo luôn anh Hiếu ơi. Trời ơi con bò nè, nó coi like, con bò live stream với tôi chưa bao lâu thôi bà. Cái mức độ phủ sóng của nó rất là ghê đó. Ha, anh ơi, sao hả 1 giờ mấy gần 2 giờ sáng rồi anh còn trồng bông nữa vậy? Thôi tắt live stream nghỉ sớm đi anh ơi, live stream nhiều vậy á không có tốt đâu, chứ không có tốt cho sức khỏe đâu nha. Ha anh bò. Ha lâu quá không có gặp anh, lâu quá không có coi live stream của anh luôn á. Ha dạo này anh ổn không anh bò của em? Má nó sao nhiều lúc mà tôi thấy con chó nó còn được đón giận hơn mình nữa. Hello bạn Phan Phước Điền nha, chào fan má coi cười điên cười khùng. Thằng nào tặng cái đầu bệnh ỉa chảy vậy sếp ơi? Cái này ỉa chảy gì má này chắc ỉa cất cục luôn á chứ đừng nói. Rồi thôi để khui cái phần quà to bự kế tiếp của đâu để coi thử coi. À, cái này là cái gì? Áo sơ mi tay ngắn dáng rộng in họa tiết graphic phong cách Hàn Quốc thời trang mùa hè cho nam. Được đó. Nghe là thấy cái được rồi đó, được rồi đó. Thấy là thấy cái tặng quà đại chiến đó. Đó được đó, cái tặng quà đại chiến đó. Ta cái áo mà ha phong cách style Hàn Quốc, sơ mi tay ngắn dành cho nam nữa, nghe là chiến luôn ấy chứ. Đây, nó đây đó hả? Được. Mấy cái xì tay Hàn Quốc là trời, mấy ông nhìn người tôi đi, nhìn tôi bận đồ nè. Nhìn ra thấy tôi bận đồ không? Rất là xì tai, rất là Hàn Quốc, thấy không? Có ban dân địch đồ cái kiểu đó, dáng người là chuẩn form Hàn Quốc luôn. 6 múi. Mua mấy cái đồ này tặng cho tôi là rất ok, rất hợp lý, rất thích hợp. 189 ngàn cho một cái áo này nha. Đây, chúng ta có cái giá ha, 189 ngàn. Rồi, sau đây tôi sẽ thử cái áo 189 ngàn của một cái bạn bạn nào đó đi. Bạn nào đó ha, dành cho mình. Sao mua size M vậy em? Em phải mua size L chứ. Em mua size M anh bận sao vừa? Hello con Vi ổn nha, cái lô shop đồ có muối luôn hả? Thiệt mà trời, tôi giỡn với mọi người làm cái gì? Đâu phải tự nhiên như không mấy cái bà hàng sớm mấy bà đồn tôi là cái làm cái gamer đâu. Có hết đó. Tôi đặt quái vật phòng ghim. Quái vật phòng ghim. Alo. Thiên đường nào má? À tiệm ghim thiên đường á hả? Dạo này em bệnh quá. Dạ chị, dạo này em bệnh dữ quá, em cũng giúp rồi đó. Em sợ em ra em đi tập ghim được, em lay văn phòng chị á. Ôi không sao đâu, bữa em đóng tiền 3 tháng đó chị cứ giữ đi. Em tập được 5 ngày đúng rồi chị. Ở đâu em tập được 6 ngày chứ. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Nào mất bệnh ra tập nữa. Dạ dạ. Đóng tiền 3 tháng cho phòng tập gym đi tập đúng 5 ngày. Gì đâu buồn. Giờ để test cái áo của Hàn Quốc coi. Rồi sao mày không ớp mẹ mày luôn đi cho rồi. Hồi nói chuyện tục tiểu quá trời ơi trời luôn á trời. Thì lâu lâu người ta cái online team trễ xíu chữ má chữ quá trời là chữ luôn. Chữ mà cái chữ không thấy cái mặt bò luôn mà. Tóc đẹp của anh bò. Cái tóc nó chỉ đưa cho anh bò bận thôi chứ không ai dám đổi. Cái tóc tao tưởng đu ngựa không á. Cái tóc mà nãy gỡ ra tưởng đu ngựa không á. Ê
Không có giỡn đâu nha, cái áo này đẹp lắm đó nha mấy shop ơi. Trời ơi, rất là đẹp luôn đó trời ơi. Đừng có đùa. Được hết trời. Trời ơi, hay mà. Hay. Đúng là cả mấy bạn coi livestream của tôi xong là cả chắc chắn là mấy bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái xì tai của tôi đó, nên là mua đồ rất là chuẩn form của tôi luôn. Ê, vậy tính ra là tôi bận size M là vừa chứ đâu cần bận size L đâu đúng không? Hay chứ. Trời ơi là trời, nhất cái nách thiệt chứ. Ai mua cái áo này đỉnh á, áo này hợp luôn. Áo này là cái hợp với lại tôi thích nhất là cái họa tiết xẻ ngôi hai bên đây của nó nè. Đó thấy không? Cái xẻ ngôi bên trái, cái xẻ ngôi bên phải với lại cái xẻ ngôi bên trái này nè. Đó, xẻ ra hai bên là thiết kế của cái áo này đỉnh nhất luôn á trời. Trời ơi là trời. Ủa sao cái áo này nãy màu cam lấy bận vô cái nó bị gì ta? Chắc là do cam tôi mờ hả? Hay là sao? Cái do quét cam tôi mờ hả mấy sớm? Cái áo này áo tùng mà sớm. Nói khùng, nói điên nữa đó. Áo nghỉ mát của người ta đó bà nội. Cái lô con trí ok nha cái lô sớm. Thôi giỡn thôi mọi người ơi, giỡn thôi. Cái này là áo tù đúng rồi nha. Có cái quần tù nữa mà lâu quá không có bận nó để bên nào bận nha. Thôi giỡn thôi. Để bận cái áo kia đàng hoàng nè. Môi nhỏ chửi tôi chết. Nhỏ tặng quà đó nó chửi tôi chết đó trời ơi. À, cái phần quà này là của bạn Trần Hải Yến giấu tên nha. À, tôi xin giấu tên bạn Trần Hải Yến nha mọi người ơi. Rồi đây, giấu tên bạn Trần Hải Yến tặng quà nha. Kẻo mất công là lộ ra cái danh tính của bạn Trần Hải Yến nữa ha. Thì tính ra là từ hồi trước tới giờ trên kênh livestream này là hết. Ê, tôi nói với tôi hả? Tôi nói với mấy ông chứ ha. Wow. Ê đẹp nha shop. Ê tính ra là đẹp á. Ở sao mình đi mua đồ á mà mình bận nó không đẹp, mà người ta mua người ta tặng cho mình cái mình bận cái nó đẹp vậy. Ảo thì đấy. Hello cô Lại Nguyễn nha, hello shop, hello bạn MBL nha, chào fan, chào bạn cô Út Quyền nha, hello shop. Cái bạn này rất có style mua đồ nha. Rất là chuẩn nha em. Mua cái áo này rất là đỉnh. Cái quần nè. Ê tôi nói thiệt cái chứ, tôi nói thiệt với mấy ông á. Mấy cái bộ đồ á mà tôi hay đi mua, tôi mua mấy cái áo với mấy cái quần á, tôi mua xong về nhà tôi bận không có vừa, tôi bận không có được. Mà cái quần này á là cái bạn nào hôm bữa nè, bạn Thảo Duyên đúng không? Bạn Thảo Duyên ở bên Đài Loan á, bạn nó mua cho tôi cái quần nha. Bận rất là vừa form luôn, bận là vừa luôn nè, vừa khít luôn không lòi luôn, rất là ok. Đó, tới giờ. Rồi xong á được thêm bạn Hải Yến mua cho ha cái áo bận nữa. Trời ơi mẹ bà đã riết cái thời gian của tôi tan là những cái người khác mua không. Là sao? Em lấy vô con mắt tôi nó có vấn đề nha. Hello con Đặng Toàn nha, hello shop, hello bạn Vũ Đức Huy nha, hello fan. Bận áo vô cộng 3 đẹp trai. Trời cái này tưởng anh Năm đẹp trai đó má. Hello con Duy Võ nha, hello shop. Đó cái con bà Huệ đó, nó đầu xanh đầu đỏ đầu vàng, tối ngày lâm bông suốt ngày, khéo chơi đồ hít kẹo kéo ke, thấy sáng đi đêm về là chết rồi. Giải cứu con bà Huệ nha. Hello bạn Trần Khải nha, hello shop, hello con Phạm Nhu nha, hello fan. Ông có biết chào tuổi không, chào con Thanh Kiều nha, hello shop. Hello bạn hello con Yến Như nha, chào fan, chào bạn Thảo Minh, hello bạn Dương Triệu Vũ nha, hello bà Trừ 10 người yêu gì đâu buồn. Hello bạn Nghi Oliver nha, chào shop. Cáo này đẹp á chứ. Được. Mấy hay thiệt. Không hiểu sao mua được cái áo này được thiệt chí thiệt. Còn hình như còn một cái nữa, bạn nó tặng tới 2 cái lận. Đúng rồi, còn một cái nữa. Đây còn một cái nữa nè, để review nó. Ôi, tôi thấy cái màu đen thấy dày là thấy cúc rồi đó. Thấy cái áo dày là biết là bận vô chắc chắn không đẹp rồi đó. Thấy là thấy cúc rồi. Mọi người thông cảm cho mọi người đợi xíu thay áo cái mọi người ơi. Phải cẩn thận á chứ không thôi là nó lòi dữ lắm. Trên kênh livestream kẻo mình không khéo hết rồi. Ê, mày lộ cái súng của tôi. Giơ tay mày lên. Má mày giơ tay mày lên mày. Giơ tay lên. Giơ tay mày lên. Mày đừng giỡn với tao bắn mày. Tao có súng á. Ê tính này. Oh wow. Oh wow. Bạn này mua đồ đẹp đấy chứ.
Bạn này rất là có kiểu gọi là có gu mua đồ cũng được đi. Nói chung là bận cái áo này cũng được đi. Cũng được. Nếu mà tôi bận mang những cái áo này thì ha, đi ra ngoài thì mình sẽ có ha, đỡ bị ha, ốm lòi xương đồ này nọ cái kiểu đó. Đâu cũng được á. Hello bạn Mãi Vi nha, hello fan, chào bạn Vi, Thanh Vi nha, hello bà, hello con Yến Như nha, chào shop, chào bạn Thanh nhỏ nha, hello fan. Được, 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 đồ áo này nhìn rất là được luôn á. Đẹp á. Định đấy, định đấy. Oh wow. Mày BD, tao cũng BD, nhưng tao đâu có lộ bằng mày. Mày đó, mày nghĩ sao ha, mày đi uống trà đá và mày bận áo vú, mày hay ra dẻ quá. Mày đó, mày lộ dữ lắm đi. Mày đó bò, hay còn gọi là con bóng chó. Hello con Võ Văn Toàn nha, hello shop, hello bạn Huỳnh Thị Trà My nha, hello fan. Cái tóc này đẹp mà anh Hiếu ơi, cái ai nói xấu đâu má, tóc này rất là đẹp. Tóc này rất là chiến, tôi có nhiều bộ tóc chiến lắm. Tan 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 tan. Rất là nhiều bộ đồ chiến, tóc cũng chiến nữa, đừng giỡn. Được rồi, thôi đi. Không không mà điên điên điên. Nha, hello shop, chào bạn TR Ngân nha, hello bà, hello bạn Nguyên nha, chào shop, đeo lại cho em coi đi Nếu ơi, đeo cái đào nữa đi shop. Hello bạn HN Bảo Ngọc nha, chào fan, chào bạn Yora Yu nha, hello fan, hello con Tiền Kim nha, 300k đi không em. Dạ thôi, em còn nhỏ lắm cho nên là anh thông cảm nha. Má em nói là nắm tay cái dính bầu á. Thấy ghê lắm. Anh thử anh nghĩ đi, giờ em có bầu cái em đẻ ra đâu, đẻ nách à. Anh nghĩ đi, lỡ cái trường hợp á, lỡ có bầu cái đẻ con là trời ơi. Lỡ mà con trai mà có bầu cái đẻ con đó, đẻ con nó lũ đít hả trời. Rồi đi xong cái vô chăm mấy ông khư, tưởng tượng tới cái cảnh tượng á, mà mình đẻ ra đứa con đi, mình đẻ ra một đứa con từ dưới cái lỗ nó đi, xong cái mình đẻ ra cái người nó dính cất không. Cái xong cái bác sĩ nói hả, anh ơi, con anh đây nè, cái hả, trời ơi, bác sĩ con tôi cất không vậy bác sĩ. Cái hả, bác sĩ nói vậy anh nuôi không, anh nuôi được, anh nuôi không nuôi được thôi. Hồi bác sĩ, tôi chờ bác sĩ nuôi vậy bác sĩ. Hồi, ghê quá. Tội nghiệp quá. Hello con Hoài An nha, hello bà, hello bạn Du Be nha, hello fan, hello con Đăng Đoàn nha, chào shop, chào bạn Ngô Anh nha, hello em. Hello, I'm from Việt Nam. Xin chào bạn HT Long nha, bạn có thể nói được tiếng Ken Du Sibích Việt Nam y. Hello bạn không ăn hành lá nha, hello shop, hello bạn Hữu Đức nha, hello bà. 500k chịu đi không chị ơi? Thôi đi, đừng có nghĩ là cỡ nhiêu đó được. Mấy bạn nào ở đây coi cái livestream tại điểm hiện tại của mình trong buổi tối ngày hôm nay, hiếu chúc tất cả các bạn có một buổi tối có livestream vui vẻ nhiều may mắn. Mấy bạn đừng quên tiện tay để làm một like đếm hộ cho mình nha. Còn mấy bạn nào có lòng tốt hơn nữa thì mấy bạn hãy bấm share cái video về cho cá nhân hoặc là group trên điện thoại để tí nữa xong buổi livestream này ha. Mình sẽ đi thả tim cho mọi người ha. Không làm mất thời gian và sự chờ đợi của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay nữa, chúng ta sẽ dành lại ít phút cái khoảng thời gian một xíu để chúng ta đi trồng bông cũng như là chúng ta chơi cờ hay là leo ranh gì đó nha mọi người ơi. Hiếu rất là xin lỗi mấy bạn nào, mấy bạn mà nãy giờ mấy bạn vô mấy bạn đợi chơi game á, từ nãy giờ mà tôi lo nói chuyện tôi kể khùng tôi kể điên đồ này nọ không, tôi có chơi game được thì mọi người thông cảm bỏ qua cho tôi nha. Không làm mất thời gian của mọi người thì chúng ta bắt đầu đến cái hành trình trồng bông thôi nha mọi người ơi. Trước khi trồng bông thì mấy bạn đừng quên tiện tay để làm một like video ủng hộ cho mình nha mọi người, coi như đó là động viên số một thầm lặng của mấy bạn dành cho mình trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người ơi. Còn mấy bạn nào có lòng tốt thì mấy bạn hãy bấm share cái video này về cho cá nhân đi, tí nữa sau cái buổi livestream này mình sẽ đi bấm thả tim cho mọi người ha. Khổ quá mà. À bên cạnh đó thì mình không có giấu giếm như mọi người nữa, mình có làm luôn cả YouTube nha các bạn ơi. Trên tay của mình đây là cái nút bạc của Hiếu Lê Blanc ha. Nếu mấy bạn nào mấy bạn có sở hữu cái kênh YouTube mà mấy bạn có quên, mấy bạn chưa có bấm like cái kênh YouTube của mình á, thì mấy bạn tiện tay cho mình xin một cái subscribe cái kênh YouTube của mình ha. Kênh YouTube của mình là Hiếu Lê Blanc nha mọi người ơi.
cái lúc bạn nó lại vô tình rớt vô giò mình nữa rồi nha mọi người ơi. Nên nếu mấy bạn nào đang coi cái livestream vào thời điểm hiện tại, mấy bạn quên, mấy bạn chưa có bấm like video á, thì mấy bạn tiện tay cho mình xin một like video. Còn mấy bạn có xài YouTube thì mấy bạn nhớ bấm subscribe kênh YouTube của mình nha. Kênh YouTube của mình là Hiếu Lê Lăng nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hả, mình giới thiệu mình quảng cáo ít thôi, mình giới thiệu mình quảng cáo nhiều quá mình ăn vừa cua vô đầu. Quảng cáo một chút thì vui, quảng cáo nhiều chút cái dùi cui vô đầu. Hello con Na Trương nha, hello bà. Hello bạn Sakato Nami nha, hello fan. Hello bạn Ray Mac nha, chào shop, chào bạn Bookie ra nha. Hello fan Fine Night at Fader BD. Fine Night, Fine Night Fader đi ba bữa rồi. Ôi, nói thiệt cái nhân rất là xin lỗi. Nhưng mà cái Fine Night Fader đi nó khó quá. Nó nằm xa khỏi cái trí tưởng tượng chứ lại cái sự hiểu biết của tôi rồi. Cho nên là không có chơi Fine Night Fader nữa. Giờ đi chào bông rồi. Đối với người khác âm nhạc là để nghe, đối với em Hiếu âm nhạc chính là music. Wow. Trò chơi không phải, game không phải là để giải trí không đâu, mà game còn là trò chơi nữa. Hello con HT Mai Tinh nha, hello fan, đeo lại cái tóc kia đi cho em coi đi anh Hiếu ơi. Cái tóc con ngựa đó hả sớp, thôi đen, người ta đổi cái tóc này đẹp muốn chết luôn không cho chịu. Hay vậy quá, hồi nãy cái tóc kia tới ghê quá. Hồi nãy người ta đeo luôn không chịu đó, cho vô chụp đi giờ cái da dẻ giờ đòi hỏi. Hello con Trung Hiếu nha, hello shop, hello con Lê Vích Huy nha, hello bà. Má nó cái tóc nè, cái tóc nhìn nè, má nó nhìn như cái quạt vậy đó. Cái tóc này ra tao nói bị má chém một cái đứt cái cổ luôn. Cái tóc vậy mà nó cũng mua được nữa, đỉ này nó có vấn đề nè. À xin lỗi nha, cái bạn nào tặng cái tóc này chắc là bạn đó là một người có cá tính. Và cái cá tính của bạn hơi khó để những người khác chấp nhận được. Quên, người ta tặng quà cho mình mà mình chửi người ta, sao mình mất dạy quá. Cái tóc này đội vô sao nhìn thấy ghê quá em. Hello con Trúc Vi nha, hello bà, hello con Phan Hân nha, chào shop. Hello bạn Tấn Tịnh nha, hello em, hello con Quỳnh Quy nha, hello bà. 500k bao phòng đi không chị? Dạ không nha em ơi, chị không có đi nha, chị cảm ơn. Ủa tưởng chơi game á. Hả chị? À quên. Xin lỗi. Chơi game đi kìa, người ta chữ quá trời là chữ kìa. Game thôi. Nói chơi game không chứ nãy giờ chứ mấy ông phải ngăn cản tôi lại. Mấy ông mà thấy tôi nói chuyện hay là mấy ông thấy tôi kể chuyện đâu này nọ, mấy ông mà khá kiểu nghe thôi. Hả để tôi kể cho mấy bạn nghe cái này cái kia là mấy bạn phải cản tôi lại liền. Chứ không coi là lát nữa tôi nhập tâm vô trong cái mặt chuyện đó tôi gọi tôi kể chuyện cho mọi người không luôn. Hello con Trần Khánh Vy nha, hello fan, chào con, hello bạn Tùng Trương nha, hello shop. Đờ mờ nó tôi tưởng sủi nữa rồi chứ. Mắc gì đâu sủi trời, tại hôm nay là tôi có việc nên là tôi đi về hơi trễ thôi, nên là livestream khá là trễ. Bây giờ là 10 giờ mấy, hình như nãy là 9 giờ rưỡi mình mới on đúng không? 7 giờ tối hàng ngày mà 9 giờ rưỡi mới lên. Má hay 7 giờ tối hàng ngày quá. Hello bạn Cà Sanu nha, hello fan, cái tên là Su Cà Na, sao hay đặt là Cà Na Su quá. Hello con Tí Nguyễn nha, hello bà. Chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ mẹ luôn đi. Sao nặng lời vậy shop, bắp tới tú đi, hiểu rồi, bắp tới tú là bú tới tắp. Hello con Phan Hơn, chào con Huỳnh Ái Nhi nha, hello shop. Em định mời anh Hiếu về làm cái vlog giật tiền của người ăn bài vậy anh. Ủa má, tôi đồng ý tôi tham gia cái vlog qua giật tiền của người ăn mài của má là tôi quay cho má giật hả má? Hay sao? Đừng có má chỉ mấy cái ngu không à. Mấy bữa thì má nói là cái mời về cái em mời anh Hiếu booking anh Hiếu review food, hỏi em bán gì. Dạ em không có bán đồ ăn đâu. Ủa vậy sao review food? Em bán mấy cái nước, hỏi bán nước gì. Dạ em bán nước gầy, nước thuốc gầy. Anh về anh uống anh review giùm em coi nó có chất lượng không. Bên em nhà em mới khai trương, em mời anh Hiếu qua sử dụng sản phẩm bên em một lần trải nghiệm, hỏi bán gì. Dạ em bán hòm. Riêng anh Hiếu em mua một tặng một. Mày tặng cho con bò nữa hả? Thôi kệ không sao. Tuy là chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà chúng ta sẽ chết cùng tháng, cùng năm, cùng ngày. Có nghĩa là tôi review cái thuốc rầy xong hết cái tôi qua vô qua bên kia cái tôi nằm vô hộp đó. Nghe hay không? Hello con Liên Nguyễn nha, chào shop, chào bạn Hoàng Quốc Việt nha, hello fan. Rồi thôi đi chầm bông nha mọi người. Chạy cứu bé thỏ khóc quá. Khi biết em mang kiếp trồng bông đêm đêm phòng trà. Mà khoan nha, tôi vẫn đang thắc mắc là một điều nè. Cái bà kia bà tặng cho tôi cái áo này nhưng mà cái áo này không có cái mạc. Cái áo này nó không có cái mạc bên trong cũng không có cái mạc sau lưng luôn. Có khi nào cái áo này nhỏ nó bận không vừa cái đưa tôi không? Cái áo kia thì nó có mạc nha. Cái áo màu vàng vàng nó tặng tôi thì có mạc, còn cái áo này nó tặng không có mạc má. Thôi để này cái này để coi lại sao chứ lỡ có khi mà nó mua cái xài không được á. Sao game nè, game nè.
Giờ vô game liền nè. Game, xin lỗi, giờ game liền. Giờ lụm liền game đó. Không có lỗi nữa, lại giờ lỗi nhiều quá. Hello con Khánh Bình nha, hello bà, hello bạn Duy Tân nha, chào fan, chào bạn Trần Trọng nha. Đừng quên tiện tay để lại một like video đó, ủng hộ cho tôi nha mọi người. Rồi thôi giờ khá, vô khá, lụm game thôi, lụm game thôi. One look, the heat is rising, and I've been cold.